Kim Kardashian không thể leo cầu thang vì bay quá chật. Ngôi sao 42 tuổi cần sự trợ giúp từ hai người mới có thể bước lên cầu thang. Thậm chí, cô không thể ngồi thẳng trong ô tô. Tham gia bữa tiệc của Dolce và Gabbana hậu show diễn tại tuần lễ thời trang Milan, Kardashian mặc chiếc váy lấp lánh, bó sát cơ thể. Tiffany Shepherd, người bạn lâu năm của Kim, mới đây đăng tải video cho thấy ngôi sao truyền hình thực tế khổ sở khi bước lên cầu thang. Insider bình luận, dù chiếc váy thuộc hàng thời trang cao cấp, chúng vẫn không thực tế lắm khi để cô ấy phải đi lạch bạch như vậy. Kim Kardashian đã cho thấy bản thân có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì để trở nên đẹp. Kim hầu như không thể cử động. Cô không thể đưa một chân về phía trước, cô thực hiện các bước nhảy cho đến khi có người giúp đỡ. Hai người phải dìu cô đi. Cuối video là cảnh Kim nhảy lên ô tô, thậm chí cô còn không thể ngồi thoải mái. Video này đã thu hút hơn 7 triệu lượt xem. Trước đó, Kim gây bất ngờ khi xuất hiện cuối show diễn xuân hè 2023 của Dolce và Gabbana, cũng trong chiếc váy đen bó sát. Vai trò của Kim trong bộ sưu tập lần này là chọn những thiết kế cổ điển mình yêu thích từ kho lưu trữ. Sau đó, nhà thiết kế sẽ làm lại chúng. Khoảng 80% quần áo giống hệt mẫu ban đầu. Chúng tôi chỉ chỉnh sửa chúng một chút, Domenico Don chia sẻ. Về việc Kim khổ sở vì váy áo quá chật, đây không phải lần đầu người hâm mộ chứng kiến cảnh này. Tham dự Met Gala hồi năm 2019, Kim thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ với vòng eo nhỏ. Trong clip hậu trường, cô tiết lộ vũ khí bí mật là chiếc corset. Kim Kardashian đã siết eo chật đến mức không thể ngồi bình thường, gặp khó khăn khi đi lại. Tồi tệ hơn, cô không thể đi vệ sinh. Bên cạnh đó, bộ đồ từ chất liệu latex của Balmain khiến Kim chịu nhiều đau đớn. Cô phải nhờ đến sự trợ giúp của 4 người để có thể mặc được thiết kế bó sát. Tham gia The Ellen DeGeneres Show, Kim Kardashian thừa nhận cô bất chấp tất cả, dù là hiện thực hóa những ý tưởng điên rồ nhất, để mặc đẹp. Cô không ngại đi đứng khó khăn, không thể ngồi hoặc đi vệ sinh khi mặc trang phục ôm sát. Tôi không cần biết mình sẽ phải trải qua cảm giác khó chịu thế nào, tôi không quan tâm nếu phải đóng bỉm và không được vào toilet trong nhiều giờ. Tất cả điều tôi làm là để thỏa mãn thử nghiệm thời trang mà mình muốn thực hiện, Kim nói.